Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 43. Có một gia đình này ở bên nước ngoài. Cả gia đình thường nghe như Đức giảng pháp. Khi viết một cái tin nhắn, khi như Đức coi cái thấy rất là hoan hỷ. Tuy gia đình ở bên nước ngoài nhưng mỗi ngày đều dụng công tu, rồi nghe như Đức giảng pháp. Gia đình nhắn tin rằng là mỗi khi đi làm đều là vô lễ Phật, thưa Phật con đi làm. Rồi đến chắp tay chào những đức đi làm. Tới đứa con nhỏ hơn 1 tuổi mà cũng biết nghe những đức giảng. Thì biết rằng là cái gia đình mà vậy thì quá đặc biệt. Tuy sống nước ngoài nhưng biết tu hành, biết gói gọn cái cuộc sống gia đình lại. Mỗi ngày hưởng cái hương vị pháp vị. Đây là cái rất là đặc biệt quý vị. Còn có những người nghe những đức giảng, họ nói rằng là khi cuộc sống ngoài đời họ gặp những sự việc gì buồn chút thì họ bắt những bài giảng như Đức lên, họ nghe giảng một cái là trong lòng họ rất là vui, rất là an lạc và tích tụ lại cái nguồn năng lượng. Khi mình nghe những điểm này mình thấy rất là đặc biệt quý vị. Tuy người ta ở xa nhưng mà mỗi ngày người ta nghe những Đức giảng, người ta áp dụng, không nghe nhiều biết nhiều gì hết. Vì mà họ an lạc, họ vui vẻ, họ tự tại. Rất là hay. Như bản thân những đức ở trong ngôi nhà Tam Bảo làm bao nhiêu việc, vì mà mỗi ngày vẫn là an lạc vui vẻ. Đúng, rõ ràng cái pháp niệm Phật này hay thiệt. Cực kỳ hay. Nếu ai mà chân thật tin và biết áp dụng thì đúng là gặp Pháp Môn Tịnh Độ này là gặp báu vật vô giá, quá thù thắng. Cứ đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật. Nên cái bài học tập chúng ta là một câu A Phật niệm đến cùng. Cứ đem câu Phật hiểu áp dụng trong cái cuộc sống. Mỗi lúc mỗi nơi cứ niệm Phật đi. Thì quý vị thấy mình an lạc tự tại vô cùng và nhìn nhận được cuộc đời này. Những ngày tháng sống bình an không nặng nề lo âu. Đó là những ngày tháng sống hạnh phúc nhất của chúng ta. Con người thường cứ lo cho cái ngày mai, cứ lo mãi, lo cho sự nghiệp bản thân, sự nghiệp con cháu. Cứ như vậy mà để tiêu hao những thời gian của cuộc đời. Nên tổ sư nói rằng con người cứ để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời. Đến nỗi mà tới tuổi già rồi
Bao nhiêu con người trống vắng, buồn, có khi bị bỏ rơi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải lao theo con đường đó mà đi. Không nhận thức được. Chính bản thân như đức nuôi người già nhìn thấy rõ ràng luôn. Bao nhiêu người già, tới tuổi già rồi khi gặp những đức, nói về tuổi già cực kỳ khổ, cả nước ngoài luôn. Cũng gặp những đức nói về tuổi già, đều có cái buồn lo sợ. Khi thấy những người vừa chết đi là người ta chuẩn bị ấp xác. Nhìn từ nơi những cái điểm này mà mỗi người học Phật nhận thức được một đời đi qua thật tình rất ủ phí. Vậy mà rất nhiều con người cũng vẫn tiếp tục lao theo con đường đó. Mình rất là mừng mỗi ngày mình còn biết niệm Phật, hướng đến con đường giải thoát, bồi dưỡng cái tâm an lạc, tự tại. Đây là cái đặc biệt. Nên bồi dưỡng cái tâm an lạc, tự tại, đây là cái hay nhất luôn quý vị. Nên mỗi người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Con người sống chi những ngày tháng bận tâm nặng nề lo âu. Như bữa vô tổ Hùng Dương hôm qua, những đức đưa lên chương trình thông báo tổ chức khóa tu ngày giỗ tổ Hùng Vương. Nghĩ rằng số lượng người cũng ít thôi, vì chương trình này bất chợt. Thêm một cái nữa là nghĩ được có ngày, nhưng mà không ngờ cái chương trình cũng rất là đông người ta. Rồi niệm Phật, nghe Pháp, phóng sanh cũng thiết thực, xong xuống ăn bữa cơm giống như bữa cơm gia đình. Như ngày dỗ của ông bà tổ tiên, chúng ta là con cháu tập trung lại, nghe đạo đức, nghe giảng đạo, rồi có bữa cơm gia đình. Nhưng đức thấy rất là ý nghĩa quý vị, ý nghĩa vô cùng luôn. Có khi mà gia đình mình đám dỗ ông bà, ít có cái vụ mà mình đi về đám dỗ mà có người giảng đạo cho mình nghe. Không ai dám giảng luôn. Về thì giỏi lắm gặp nhau nói chuyện này chuyện kia chơi, hoặc là chút mà ăn nhậu, chứ làm gì có chuyện giảng đạo. Còn giờ ngày đám dỗ của tổ tiên có người giảng đạo mà bao nhiêu người ngồi nghe, răm rắp ngồi nghe, vui vẻ hoan hỷ, xong xuống ăn bữa cơm gia đình. Nhận đức thấy đúng là một cái chương trình quá ý nghĩa, cực kỳ ý nghĩa luôn. Rồi đem cái tâm thiện, cái tâm hoan hỷ đó, để hồi hướng cho ông bà tổ tiên, cầu cho ông bà tổ tiên siêu thoát. Thì thấy cái việc này tổ chức, những đức thấy trong lòng những đức thấy rất hoan hỷ vậy, rất là an lạc luôn. Xong ăn cơm xong những đức đi một vòng, gặp nhiều Phật tử, người ta vui, người ta gặp mình, người ta vui, vô cùng vui. Ta gặp người ta chụp hình vui lắm quý vị. Có một bà già bà đâu tám mấy tuổi, chụp hình mới đưa lên gì và bấm tim. Mình nói đúng là cái người niệm Phật họ sống cái tuổi hồn nhiên, cái tuổi trẻ hay sao. Nếu như con người mà sống những ngày tháng vậy thì nó hay quá hay quý vị. Làm gì con người có bận tâm nặng nề rồi cứ buộc mình vào cái việc mà bản thân mình phải như vậy như vậy như vậy nặng nề. Nên cái buổi chia sẻ mà ngày giỗ tổ Hùng Vương, buổi chia sẻ đó những đức tự nhiên cởi mở ra nhiều cái rất hay. Bởi vì những đức nói giảng đạo cho người nhưng thật sự giảng đạo cho mình, bản thân mình lại được nhìn ra và cởi mở. Những đức nói rằng ủa, trong cuộc đời con người mình nghe đạo, tự nhiên bản thân mình đặt vào mình vào một cái vấn đề gì, tự nhiên mình tự buộc mình lại. Tự nhiên bản thân những đức nghĩ ủa, tại sao mình không thông cái tâm mình, mở ra luôn bản thân mình đi. Tự nhiên bản thân mình nói mình nào là buông xả, nào là mình như thế này thế nọ thế kia ghê gớp. Nếu như cái người ta nhìn nhận được thì tốt. Còn người ta nói mình nào là tham, tham, sân hận, sân hận, nghi kỵ, nghi kỵ.
giả dối, à, giả dối. Được thì thích nói gì thì à, là như vậy. Vì nghĩ như vậy thì nói là như vậy đi. Bản thân mình khỏi cần phải lý giải này kia với những con người gì chi mất công mệt. Để tự bản thân họ đi tìm hiểu. Vì biết rằng có rất nhiều người họ cũng nói như đức này kia. Nhưng khi họ đi đến chùa mình thì họ hoàn toàn có cảm nhận khác. Như hôm qua ngày giỗ tổ Hùng Vương, những đức đi vòng cũng gặp hai người này ở An Giang luôn. Có cái anh lại gặp những đức nói: con lúc trước cũng thường bình luận những điều không phải với thầy, nhưng khi con đi đến đây hoàn toàn con nghĩ khác. Rõ ràng cái gì cũng phải xác thực. Những đức là đâu có gì đâu anh, không cần quan trọng suy nghĩ tới điều đó làm chi mất công. Ai cũng có ý nghĩ, nên mỗi ý nghĩ mình cần phải tìm hiểu thôi. Còn họ không tìm hiểu, họ kết luận thì tì. Tự nhiên mình sống như thế nó đặc biệt quý vị. Nếu họ nói mình nghi, mà mình nghi gì mọi người cũng tốt nghi. Họ nói mình tham, à, nếu mình tham gì mọi người tốt, à, tham cũng được. Tự nhiên bây giờ mình nghĩ niệm niệm nghĩ gì người, không cần quan trọng những điều đó làm chi. Có người mình thường lo này, lo kia, lo nọ, đủ chuyện. Rồi sợ mất uy tín này kia tùm lum. Những đức nói rằng cuộc đời của người giả tạm ở cõi này. Tự nhiên mình mở chỗ đó ra, cái nữa con người mình càng khỏe thêm, càng nhẹ thêm. Đặt vấn đề chi bản thân mình phải gì nặng nề. Những đức coi những bậc vĩ nhân ngày xưa, hay là có nhiều vị cao tăng, người ta có khi tự nhiên bản thân người ta mình thấy người ta làm những việc mà người ta tự tại. Ví dụ như tế công được, à, gặp tiền mà ham mà tiền đương tiền, cuối cùng cầm tiền cho người ta chứ. Có những người giống như cho mình thanh cao đó, nhưng mà cái gì cũng gìn giữ chấp nhất. Nhìn thì vậy nhưng mà gìn giữ chấp nhất đủ chuyện. Bản thân mình, ủa tại sao mà mình niệm niệm gì người mình còn sợ gì nữa ta. Không cần quan tâm đến những lời thị phi, những lời này lời kia, khỏi càng quan trọng tới luôn. Muốn nói sao cũng được đi. Tự nhiên đúng là mình sống trên thị phi và vô cùng tự tại, vô cùng an lạc. Nếu mình sống gì thì quá đặc biệt rồi. Ví dụ như hồi đó như Đức thường nói câu: dùng người không nghi mà nghi người không dùng, khỏi càng luôn. Nghi thì nghi, dùng thì dùng, còn được cái tốt nào thì cứ dùng, khỏi càng nói không dùng không gì. Còn cái mà nó không được cái lợi ích gì cho ai thì thôi. Chứ dùng nghi, nghi dùng gì, mệt khỏi luôn. Khỏi bị văn tự nó buộc ràng cho nó mệt. Nếu cảm giác rằng người này mình cũng nghi ngờ họ, mà họ vẫn còn làm được tốt thì cứ làm tiếp. Nếu như cái người này mà không được tốt gì chứ, nghi không nghi chứ, đã không được lợi ích gì chứ, thì dùng cái gì bây giờ? Nên từ nó đó, lợi ích là gì người khác, nó không làm được gì lợi ích cho người khác chứ, thì dùng cái gì nữa bây giờ? Quý vị công nhận không? Ngồi suy nghĩ đi. Nên chúng ta đừng nên lừa mình dối người chứ cho nó mệt. Nên mình vậy đúng là nó quá đặc biệt tự tại, không bị văn tự buộc ràng gì hết chứ. Sống như vậy nó càng đặc biệt hơn nữa quý vị. Nó, có những người ta nói mình ông này quá hung dữ. À được, hung dữ, à, nói tôi hung dữ, gặp chuyện là tôi bụp người thiệt. Nói ông này quá hiền, à hiền, cứ hiền thôi cái gì đó. Ông này quá nhiệt tình, à nhiệt tình. Ông này xạo đó, à xạo, đâu có gì đó. Bản thân mình vẫn là mình, bản thân mình vẫn là biết mình hơn ai hết. Đúng quý vị, bản thân mình là biết mình hơn mọi người hết. Tại sao mình không sống vậy? Khỏi bị buộc ràng, khỏi bị người ta áp đặt gì chứ quý vị. Phù hợp mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Điểm nào phù hợp điểm này. Miễn làm sao niệm niệm gì người, lợi ích cho người khác là được rồi. Khỏi bị họ áp đặt gì luôn. Nếu sống được như vậy thì càng đặc biệt hơn. Đặt người này càng lợi ích cho người ta, à đặt. Đặt người này không được lợi ích gì chứ, thì điều chỉnh lại, không có gì chứ. Miễn sao lợi ích cho người ta. Cái niệm niệm nghĩ gì người lợi ích cho người ta là tốt. Chúng ta không có gì cá nhân mình, vì thì quá đặc biệt. Nên học Phật vượt qua thị phi, đứng trên thị phi để cùng sống luôn. Niệm niệm cứ nghĩ gì người, tự bản thân mình làm, tự bản thân mình biết. Khỏi cần phải bàn cãi, họ thích nói sao cũng được. Bản thân mình cứ duy trì,
Một bên thì cứ nói thoải mái, một bên thì mình cứ duy trì những gì mình làm được tốt cho mọi người. Nên những đức nói rằng chùa mình nuôi bao nhiêu người già, thì dù họ có nói gì thì mình cũng nuôi bao nhiêu người già, mình cũng làm chân thật cái chuyện nuôi bao nhiêu người già. Việc này ý nghĩa, cứ cố gắng chân thật mà cố gắng làm. Đây là việc ý nghĩa mà, cố gắng. Nên nhận thức được rồi thì đúng là rõ ràng quý vị ơi. Thì ra chúng ta bị nhiều cái thị phi buộc ràng, chúng ta cứ cho mình thanh cao rồi cuối cùng tự sanh phiền não. Khỏi quý vị. Dù người ta nói mình lem luốc cỡ nào đi chăng, mình có lem luốc hay không là tự tâm mình biết. Không cần quan trọng tới điều đó luôn. Nếu học Phật mà vượt qua những điều đó luôn thì quá tuyệt vời. Còn cái chuyện học thì cái gì hay thì mình học thôi. Mình hay mà thấy áp dụng được kìa, hay mà nó áp dụng được, xác thực thì nó đặc biệt để học. Khỏi cần đặt vấn đề gì cao ấy. Tự mình thấy cái gì mình càng phải học thì mình học. Nhưng mà cái chuyên nhất niệm Phật là cái học đặc biệt nhất. Lấy đó làm gốc. Gần gũi ai cũng có cái hay. Thí dụ như bây giờ bao nhiêu anh em đi đến cùng những đức. Nếu mấy anh em đi tu mà làm được như những đức, mấy anh em cũng thấy quá ý nghĩa. Bây giờ khỏi cần nói chi tới cái chuyện hoàn chỉnh gì. Giảng pháp mà bao nhiêu người nghe, tổ chức bao nhiêu chương trình, người ta đông vậy thì cũng cảm thấy là đi tu quá ý nghĩa. Nếu mấy anh em đi tu mà làm được như những đức cũng cảm thấy quá mừng. Pha nói đến những việc khác chứ. Còn nếu nói về cái hoàn chỉnh, ai mà hoàn chỉnh. Nên chỉ cần mà mấy anh em đi tu mà làm được như những đức thôi, làm khỏi như những đức, 70% như những đức thôi, mấy anh em cũng thấy là cuộc đời đi tu mấy anh em quá ý nghĩa. Còn gì nữa, ngồi suy nghĩ đi. Có những người ta đi tu giỏi lắm, người ta ở trong ngôi chùa, ta làm một số việc coi chùa hoặc làm một số việc này kia, làm gì, ta làm được những việc ý nghĩa như mình. Mình làm được bao nhiêu việc gì mà có những người vẫn không vừa bụng, vẫn không nhận thức được, như thì thua bó tay. Thì bản thân mình cứ duy trì như thôi. Cần thiết gì mình phải đặt vấn đề nặng nề chứ. Còn những đức thấy rằng ai có tiềm năng thì phát huy. Còn ai mà thích dẫn chân chỗ thì kể người ta. Bản thân mình thấy ai thấy đủ duyên, phù hợp, chứ không dạy gì tự nhiên đi đưa người vào cái việc bản thân mình bị sanh phiền não chứ. Ai cảm thấy thuận lòng thuận ý, làm việc chung với nhau phù hợp, hòa thuận được thì cứ cố gắng làm chung. Còn đã không được thì miễn cưỡng nhau làm chi cho nó mệt. Vì thì rất là đặc biệt. Dù ai có nói mình dắt chanh bỏ giỏ hay là không thật, không thiệt gì kệ người ta. Mình niệm gì người thôi. Đừng nên bàn cãi chi nhiều cho nó mệt thêm. Nhưng Đức nghĩ rằng mình học Phật mỗi ngày, mình niệm Phật đây là gì? Chữ Phật là giác ngộ. Bản thân mình đừng nên làm mình phải gì phải nặng nề, phiền não chi nhiều quá cho nó mệt. Bản thân mình cứ đưa mình vào cái thanh cao, mình phải như vậy, khỏi luôn đi. Miễn luôn. Nhưng Đức thấy càng học Phật, Đức thấy càng tự tại. Càng học Phật mình càng vượt qua dư luận. Càng học Phật mình càng không bị những thứ tào lao bất xét buộc ràng. Vì họ đâu có bên cạnh mình đâu mà họ biết. Nên chúng ta cũng không cần phải nói tới làm chi. Nên từ nơi đó như vậy thì rất đặc biệt. Còn gặp nhau muốn lý luận, muốn hơn thua thì được, tốt. Không, đừng có hận nhau, đừng có tâm báo thù gì thôi. Còn thích lý luận sao cũng được, tốt. Thích hơn thua qua lời nói cũng tốt. Thích mà đó. Nên từ nơi đó thích tự hào tốt. Thích mà giống như mình ta đây, tốt. Cứ ta đây đi. Tự mình nhận thức bao nhiêu bà già, bao nhiêu ông già thì mình nhận thức được. Tự mình sẽ buông xuống. Họ cũng cùng một thời tuổi trẻ. Họ cũng quanh quanh liệt liệt, cuối cùng tới tuổi già mình nhìn họ đi. Khi nhìn họ rồi bản thân mình sẽ hiểu. Nên mỗi một người mình phải có góc độ nhận thức. Thì tự nhiên cuộc đời tu mình nó an lạc tự tại lắm quý vị. Không có cái gì quan trọng mình giữ được nội tâm của mình an lạc. Nhớ kỹ. Không có gì quan trọng bằng giữ nội tâm mình an lạc. Không có gì quan trọng bằng mỗi ngày mình nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Và có con đường đi về, đó là thế giới Cực Lạc Tây Phương. Mỗi ngày cứ nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Còn sống trong cuộc đời này kêu người ta hiểu mình, ai hiểu mình? Bản thân mình nên hiểu mình đi. Đừng nên kêu người hiểu mình. Chúng ta cứ nói thì cứ nói gì, ai hiểu hiểu thì thôi. Bản thân của mình sống như vậy thì đúng là vượt qua dư luận. Có người đứng trên dư luận sống thì chúng ta quá đặc biệt. Và nhận thức dư luận cũng có những cái hay. Có cái nhắc nhở cũng thấy hay, cực kỳ hay. Mình cứ duy trì cái việc của mình rất là đặc biệt. Những đứa cứ nuôi người già,
tổ chức chương trình sinh thái tú, làm thư Phật tặng người khác. Mỗi lần chương trình lễ hội, những đứa có quà tặng cho quý Phật tử. Cứ là gì? Của thiên trả địa. Cái nhiệt tình mà làm thôi. Không cần bận tâm nặng nề chứ cho nó mệt. Không cần nhiều thứ nặng nề chứ. Có những người họ gặp những đứa hỏi, họ nói họ thấy một số chùa cái thùng tam bảo bị người ta quản lý. Rồi thí dụ như là chùa chiền mình thùng tam bảo bị quản lý, rồi cuộc sống của đại chúng trong chùa nó ổn hay không? Những đức nói chúng ta cần bận tâm chi chuyện đó. Mỗi một con người, cuộc sống đều có sự sinh tồn. Mình đã lo cho bao nhiêu con người thì cũng không ai để cho bao nhiêu con người phải đói làm gì, thấy không? Nhưng mà những đức nói thiệt, như riêng chùa chiền của mình mà nói thiệt chứ, thùng tam bảo không đủ nuôi các cụ. Thùng tam bảo không đủ nuôi các cụ. Nếu đặt những đức vai trò gì những đức này, thí dụ như một số nơi chùa chiền một hai người, thì khi mà quản lý thùng tam bảo chi ra cho họ cuộc sống thì còn có thể. Còn nếu như như những ngôi chùa mà nuôi người già như chùa mình, thì thật sự quý vị, quản lý rồi chi xuống có khi không đủ. Không đủ. Thêm một cái nữa, bản thân mình ngồi suy nghĩ, khi như vậy rồi thì người ta là Phật tử mà, đa phần người ta thích ông thầy, ta quý ông thầy, nên tự nhiên người ta tìm mọi cách người ta cúng cho ông thầy. Giỏi lắm một số người hành hương thì 5.000, 10.000, 2.000 không bao nhiêu. Nên là những điều đó, những đức nó thật. Có khi chúng ta không được mà mang tiếng. Khi không được rồi lúc đó đưa ra một cái việc nó không đặc biệt. Nếu như nhận thức được sâu sắc thì không nên làm chi cho nó mệt. Như bản thân người đức thấy rõ ràng, như chùa chiền của mình, nếu như thùng tam bảo thì không đủ nuôi các cụ. Đây là xác thực luôn, không đủ nuôi các cụ. Có khi những đức giảng pháp, nhiều người quý những đức, quý mến những đức. Có những người, người ta gặp những đức, người ta cúng dường thì mới nuôi các cụ sống nổi. Tại vì cái lượng chi tiền nhiều quá. Bao nhiêu con người mà quý vị, bệnh đau đủ chuyện, mắt người hòm gương mình phải lo đủ hết, nhiều lắm, cực kỳ nhiều luôn quý vị. Đó, còn cái việc mà nói mà Phật tử hành hương thì mấy người hiểu đạo bao nhiêu đó mà cúng để đủ sống, 2.000, 3.000, 5.000 với cuộc sống này mà tiền gì sống nổi, không đủ để lo cho đại chúng trong chùa. Từ khi ngôi chùa một hai người thôi thì chúng ta quản lý xong rồi chi lại cho họ thì còn có cái quỹ. Còn nếu không thì ngôi chùa mà đông đúc với làm việc này việc kia thì không đủ, chắc chắn không đủ. Vì cái lượng khách mà hành hương không có cúng bao nhiêu, khách du lịch không cúng bao nhiêu. Tại vì sao? Vì cái người mà hiểu đạo để biết tu phước tu duyên thì từ khi người ta nghe biết ông thầy này ông làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, ông làm việc lợi ích cho người ta, thì người ta mới phát tâm đạo cúng. Còn như Phật tử hành hương thì cúng 1.000, 2.000, 3.000 thì cúng xong người ta quỳ xuống, người ta cầu xin tùm lum. Nên cái người đi chùa mà nghe pháp mới hiểu được cái việc mục đích đi chùa là như thế nào. Còn nếu không thì người ta đi chùa để người ta van vái cầu xin đủ chuyện hết quý vị ơi. Thì như chùa mình mà đông đúc người ta gì sống nổi đâu. Chứ làm bao nhiêu việc lợi ích cho Phật tử. Phật tử chùa mình là giống như được dạy, rồi chân thật nhiệt tình hết mình lo cho người ta.
Từ cái đó mà cái cảm tình quý Phật tử nó quý mến. Thật sự mình sống trong cuộc đời, mình làm những việc mà cho người ta quý mến cũng cảm thấy mừng. Nói hùm chết để da, người ta chết để tiếc. Nên mình làm cái gì mình suy nghĩ cho thật kỹ. Có khi phát động làm một chương trình gì, có khi vừa mang tiếng mang tay mà xảy ra tác dụng phụ. Nên một cái người đứng đầu làm một chuyện gì phải suy nghĩ cho thật là kỹ, suy nghĩ cho thật kỹ cái lợi hại của nó. Có những cái mình nhìn cái lợi trước mắt mà chưa chắc có cái lợi, cái hại nó còn nhiều hơn lợi hơn sao. Nên mình phải suy nghĩ cho thật là kỹ, nhất là đặc biệt cái người ở trong cuộc á. Mình muốn làm cái việc gì đó, mình đi tìm hiểu cái người ở trong cuộc á, họ nói cho mình nghe, đi tìm hiểu nhiều người để mình thu thập những cái nguồn tin, bản thân mình kết luận, mình đã quyết định. Chứ nếu không á, mình mà vội vàng mình quyết định có khi tác hại vẫn là nhiều hơn là lợi ích, tác hại nhiều hơn. Như những đức nói rằng là, như riêng chùa mình mà nói rằng là ai mà chi không nổi. Nếu mà ai mà có cái tâm hẹp hòi không nuôi nổi mấy bà cụ chùa mình, tại vì lượng người quá đông quý vị. Bao nhiêu việc đã nuôi con người đông thì hư cái này hư cái nọ, phương tiện này phương tiện kia dùng tùm lum ấy. Nói rằng mà nếu đưa quá đơn thì không biết bao nhiêu mà nói. Đó, phải phát tâm chân thật cố gắng dữ lắm, nhiệt tình hết mình lắm. Và nhiệt thực tình hết mình, giống như nương vào nguyện của Phật Bồ Tát mà lo cho chúng sanh thì mới làm được. Còn nếu không mà nói mà cái thùng tam bảo của mình mà mỗi người bỏ một chút chút vô sống không đơn giản. Cái mà nhờ là những đức đây giảng pháp nhiều người quý mến quá. Cái khi gặp thấy thầy làm được việc ý nghĩa, cầm cúng dường, thì cái đó mới nuôi được các cụ. Nhưng mà thùng tam bảo đồng cắt nó không có đâu quý vị, không đủ nuôi đâu. Cái cuộc sống mỗi tháng nhiều tiền lắm. Nếu ai mà tâm hẹp hòi chút không nuôi nổi đâu. Giờ cảm thấy phiền não lắm, nỗi chi tiền sân si khó chịu lắm. Khi nhận thức thì nghĩ nuôi các cụ thì bằng cái tấm lòng, không bao giờ tạo một áp lực gì cho đại chúng trong chùa. Vì mình lo là mình phải làm thôi, làm mình lo thôi. Chứ bây giờ mình tạo áp lực cho người ta làm chi, cũng có được gì đâu. Mỗi ngày họ vui, họ bình an, còn trả lại cho mình một từ trường tốt đẹp hơn. Đó là cái nghĩ như đức gì. Nên khi mình quyết định một chuyện gì, một người lớn, thì phải đi tìm hiểu. Tìm hiểu nhiều khía cạnh, nhiều vị trí, để kết luận lại, để nhận thức được cái lợi hại của nó. Nếu không, coi chừng vừa mang tiếng mang tai mà nó lại xảy ra những vấn đề tác dụng phụ vì nhân sự con người nguy hiểm. Đó là cái cực kỳ nguy hiểm. Nên chúng ta là người niệm Phật, mục tiêu là cầu sanh cực lạc, hướng đến giải thoát. Nếu ai là người học Phật tu hành mà không có một cái tâm giải thoát thì bao nhiêu sự trói buộc phiền não lắm quý vị ơi. Nếu như quý vị mà có tâm giải thoát thì Như Đức nói rằng là cuộc đời quý vị đặc biệt lắm. Còn đã không có tâm giải thoát thì đủ chuyện đi bị buộc ràng phiền não. Nên mục tiêu học Phật của chúng ta là mục tiêu phải có tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát là cái cực kỳ quan trọng. Nếu học đạo mà không có tâm giải thoát thì chịu thua rồi. Vì không khác nào quý vị bị những thứ giả tạm cho cuộc đời buộc ràng mình làm mình phiền não. Nên niệm Phật là niệm cái tâm giải thoát, chữ Phật là chữ giác ngộ. Hiểu được cuộc đời này vô thường, giả tạm là giác. Hiểu được cuộc đời này sống nay chết mai thì ngộ. Chứ không phải là thấy cái gì ngộ ngộ rồi giác, không phải. Mà chúng ta mới nhìn nhận được con đường của mình đi là mục tiêu hướng đến giải thoát. Nên đọc lịch sử, nhiều người ngày xưa, người ta có bị trở ngại khó khăn gì người ta cũng vượt qua được. Vì sao? Vì người ta gây dựng được cái tâm giác ngộ, cái tâm giải thoát. Còn bản thân mình học Phật giống cho qua ngày đoạn tháng, đụng việc gì cái là mình bỏ đạo. Nên cái những chú vô chùa ban đầu phát tâm đi tu hành, có một cái chú ổng mà té từ trên lầu cao, ổng té xuống mà vô chùa thấy cũng yếu, xanh xao vàng giọt. Trong cái mùa Tết cho anh đứng anh phát sách, anh phát sách xong rồi anh gặp người ta đi tới đi lui đồ dịp Tết, gặp động tâm giọt gì mất tiêu. Khi đến chùa những đức cũng sắp xếp lo lắng, tới đi rồi cũng mất tiêu luôn. Bởi vì thấy cuộc đời con người khứ khi
khó thế nào thành đạt được. Quá hành động mình không đặc biệt. Ta nói, một đêm nằm bằng 3 năm ở, có người sống, phải có tình người chứ. Thấy không? Đó. Ban đầu đi tu gia đạo ai cũng biết mình đi tu. Đâu phải cái chuyện tu không được đi về, cái chuyện này quá tầm thường. Nên con người làm gì phải có chí nguyện. Nhưng Đức ngày xưa đi lên thành phố, đi cùng với người bạn. Sau này gia đình người bạn lên rước người bạn gì, gia đình người bạn kêu như Đức gì, như Đức nói thôi khỏi. Người ta có điều kiện, người ta gì, người ta còn có cơ sở làm ăn. Bản thân mình nghèo đó, đi rồi làm cho tới luôn thử coi sao. Đi vô chỗ làm, phụ bếp từ từ thợ nấu. 11 năm ở một chỗ, khó khăn cỡ nào cũng ở một chỗ. Khi đi tu trên kia 5 năm, cực cỡ nào vẫn ở một nơi. Từ khi chủ trì đưa đi thì đi. Đi xuống đây cũng gặp khó khăn trở ngại chứ, nhưng nhiệt liệt ở một nơi, nhiệt tình hết lòng. Bây giờ nó mới có ngày hôm nay. Sự thành công của người ta ngày hôm nay, nó đều phải trả một cái giá vô cùng kiên nhẫn. Mình thì đụng cái là mình không tu hành, đụng cái là mình thối tâm, đụng cái là mình chán đạo, thua rồi. Người ta bao nhiêu việc phải giải quyết, phải lo, người ta còn tu được. Còn mình mỗi ngày một số việc nhỏ nhỏ làm xong, không cần bận tâm gì, mà cuối cùng mình còn bỏ cuộc. Nên con người đi tu cái quan trọng là chí nguyện phải cho mạnh, cực kỳ mạnh. Niệm Phật phải gây dựng tín nguyện thì mới thành tựu được giảng sanh. Phải nhớ nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị. Tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, ấy là Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.